Cao cấp này có hàm lượng dưỡng chất tương đương với 5 con hàu biển tươi to như thế này các bác ạ. Nhưng ai hay ăn hải sản và đặc biệt là ăn hàu thì các bác tự biết là như thế nào. Chất chạy quanh người, không xả không chịu được. Biết là ăn hàu rất khỏe, rất tốt cho chuyện kia về lâu về dài, nhưng không phải ai cũng có điều kiện, thời gian để chế biến hàu ăn hàng ngày. Chính vì thế các bác sử dụng luôn cho em viên uống hàu Vương OX cao cấp này để dưỡng cho thằng em trai khỏe mạnh, để về già vẫn sử dụng tốt các bác nhé. Và đặc biệt là bác nào đang gặp tình trạng chỉ cứng khi ở trong miệng tình nhân, còn khi mà ra ngoài thực chiến thì lại mềm oặt, thì cần phải sử dụng tới 2 hộp này mới cải thiện được. Các bác cứ inbox hoặc kết bạn Zalo với em Yến để em Yến tư vấn chi tiết cho mình. Không cải thiện, không hài lòng, em cam kết hoàn tiền 100% các bác nhé.